Bộ Y tế vừa có văn bản về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siroho bị cấm sử dụng, gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công điện của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cảnh báo các cơ quan chức năng thành viên của Interpol về việc hàng trăm trẻ em tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siroho bị cấm ở một số quốc gia. Theo thông tin từ Interpol, các sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia có chứa diethylen có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho người sử dụng. Theo giả soát của Bộ Y tế, 14 sản phẩm này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, khẩn trương triển khai phổ biến, thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa, phòng tại đơn vị, biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm Siroho để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng các cơ sở tăng cường tuyên truyền trên địa bàn và tại đơn vị về việc không sử dụng thuốc không được cấp phép lưu hành không rõ nguồn gốc xuất xứ sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiến hành thanh tra kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược về lưu hành sản phẩm này nói riêng các thuốc không có nguồn gốc xuất xứ chưa được cấp phép lưu hành nói chung trên thị trường bộ y tế lưu ý trường hợp phát hiện các sản phẩm này có lưu hành tiến hành thu hồi tiêu hủy và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dược theo quy định tránh gây hại cho người sử dụng